Sư, nếu không có ngã thì cái gì đi tái sanh? Liệu con người có bị rơi vào tà kiến do không có ngã, kẻ tái sanh ở kiếp sau? Không phải là ta, vậy đời này ta cứ làm ác sẽ không sao, có vẻ giống đoạn kiến. Theo như sư nói thì trong kinh Vô Ngã thực ra là phi ngã hoặc không phải ngã. Vậy nếu nói là phi ngã hoặc không phải ngã thì liệu có một cái ngã không? Và nếu thực sự không có ngã, liệu Thế Tôn có nói thẳng là không có ngã chứ không cần phải nói là không phải ngã? Thực sự đây là điểm giáo lý quan trọng và rất hay bị hiểu lầm, nên mong sư dạy đáp rõ hơn. Thưa quý vị, sư muốn quý vị đến hai cái câu hỏi trích dẫn ở trong meeting vấn đáp. Đây nè. Đức vua hỏi đó, cái gì dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh thưa đại đức? Là danh sắc, đầu tại Tâu Đại Vương. Nghĩa là danh sắc của con người cũ này sanh trở lại, không phải vậy Tâu Đại Vương. Chính danh sắc này làm các việc thiện ác, và chính do năng lực của nghiệp thiện ác ấy mà một danh sắc khác kế tục được sanh ra và ra để nhận lãnh quả phước hoặc tội đã tạo tác. Nếu danh sắc cũ mà không sanh trở lại thì đời này làm ác đời sau đâu có chịu quả báo, và như thế nghĩa là mình đã thoát khỏi luân hồi sanh tử sao? Không phải vậy Tâu Đại Vương. Chỉ có những người không còn gây nhân thiện ác mới chấm dứt tái sanh, chứ nếu còn gây như thiện ác thì sẽ sanh trở lại để thọ nhận quả báo. Vòng sanh tử vì thế sẽ tiếp nối mãi không ngừng, danh sắc cũ và danh sắc mới cũng chính là mình đấy chứ không phải ai khác. Xin đại đức hãy cho ví dụ. Ví như kẻ trộm xoài, chủ nhà bắt được quả tang, dẫn đến đại vương nhờ xử trị vì bị cáo cãi rằng hạ thần không hái xoài của người ấy. Trái xoài của anh ta trồng hồi trước chỉ là hạt mầm ở dưới gốc, còn trái xoài mà hạ thần hái là trái to ở trên cành, hạ thần không có ăn trộm. Tâu Đại Vương, với lý lẽ như thế, Đại Vương có xử phạt y hay không? Thưa Đại Đức, dẫu có ngụy biện hay ho, trẫm vẫn xử phạt tên ăn trộm kia như thường. Sao thế được, y đâu có đánh hái cắp trái của người trồng đâu mà trị tội ở Đại Vương. Đành rằng thế, nhưng mà trái cây y hái trộm ấy cũng do từ trái kia sanh ra, nó nảy mầm tăng trưởng mà thành, cho nên người kia cũng không thoát khỏi tội. Thì Khưu Na Tiên gật đầu, cũng như thế đó, là danh sắc cũ và danh sắc mới, thưa đại vương. Việc tái sanh từ đời này sang đời kia cũng vậy, các nghiệp thiện ác trong đời giống như hạt đã gieo, giống như đã gieo hạt giống nảy mầm tăng trưởng, mai sau tất có quả báo. Tức là đó, không có một cái gì đi tái sanh hết á, mà nó chỉ là danh sắc nối tiếp với danh sắc. Tức là gì? Nói một cách dễ hiểu, tức là thân và tâm nối tiếp thân và tâm khác. Thực tế đó, cái cơ thể của mình nó sanh diệt không ngừng. Cái tấm thân này nè, sư đang nói cái cơ thể vật chất của mình sanh diệt không ngừng. Nếu như quý vị học sinh học á, quý vị sẽ biết là chúng ta có rất mỗi một giây một phút chúng ta có rất nhiều những tế bào nó chết đi, nó thay đổi, chính xác mà nó thay đổi, nó thay cái tế bào cũ bằng tế bào mới. Như vậy thì trong vòng chừng khoảng 10 năm thì toàn bộ cái tế bào cũ của con người mình á, cái ước lượng thôi ha, thì nó sẽ không còn nữa và nó thay bằng tất cả tế bào mới. Như vậy tại sao mình vẫn cứ gọi là mình? Tại vì mình không nhận thức được chuyện đó. Do cái tính tương tục, có nghĩa là do cái sự liên tục của thân và của tâm này đó, cho nên mình không nhận ra sự thay đổi và mình vẫn cho đó là của mình. Sự tái sanh cũng vậy. Khi một cái thân và tâm này chết đi, ngay lập tức nó là duyên cho một cái thân và tâm khác thay thế ở một cái nơi chốn khác, và chúng ta không thể nào
chúng ta không có nhận thức được điều đó, và chúng ta vẫn cứ cho là một cái tôi từ đời này qua kiếp khác, nhưng mà nó chẳng qua là cái sự tương tục, cái sự thay thế lẫn nhau mà thôi. Ha? Đấy, cho nên không có một cái gì đi tái sanh, không có một cái gì để đi tái sanh, mà chỉ là sự tương tục của danh và sắc, tức là của thân và tâm. Ngay cả tâm của mình cũng vậy, tâm sanh diệt không ngừng, nó thay đổi không ngừng. À, khi một cái tâm này sanh lên là nó nối tiếp một cái tâm khác, và sau khi nó sanh lên rồi nó diệt đi thì lại một cái tâm khác sanh lên nữa. Cho nên Đức Phật nói là trong một cái bút, trong cái khẩy móng tay đó thì có vô số tâm sanh diệt, tức là không có một cái gì là nó tồn tại hoài hết trơn, nó là cái sự nối tiếp lẫn nhau. Cái sự tái sanh cũng vậy thôi, một cái tâm cận tử khi mà nó kết thúc thân và tâm ở cái đời này rồi, nó sẽ là duyên để một cái tâm tái sanh, tâm tục sanh xuất hiện ở một cái danh và sắc khác. Hoặc nói một cách khác nữa đó, nó giống như là quý vị mở một cái câu, một cái quyển truyện, một quyển sách, nó có nhiều chương, thì cái sự tái sanh nó chẳng nó giống của một phàm phu á, nó giống như là kết thúc một chương truyện, thì vừa kết thúc một chương truyện lật qua là ngay lập tức lại là chương mới. Hả? Hoặc nó giống như là một cái hơi thở vào ngay lập tức được thay thế bởi hơi thở ra, nhưng mà hơi thở vào nó không phải là hơi thở ra, nhưng nó là cái dòng tương tục, cái dòng liên tục, nó tiếp tục như vậy. Đấy, cho nên không có một cái gì đi tái sanh, mà nó chỉ là sự nối tiếp lẫn nhau của thân và tâm này mà thôi. Ừ. Và tiếp theo là cái câu thứ hai trong meeting vấn đáp. Đức vua hỏi ha, khi một chúng sanh chết ở đây tái sanh ở chỗ khác thì thức của chúng sanh ấy có lìa khỏi ngũ uẩn này để tái sanh không? Tức là cái tâm của mình ấy, chúng sanh chết thì ngũ uẩn diệt theo và thức cũng diệt theo, Tâu Đại Vương. Thế tại sao Đức Thế Tôn thuyết rằng chúng sanh hằng đi theo nghiệp của mình và thức sẽ đi tìm cảnh thú tái sanh theo nghiệp ấy? Đúng là như thế, xin đại đức giảng giải cho nghe. Thức tái sanh ấy được gọi là kết thanh, kết sanh thức, tức là thức nối liền từ kiếp này sang kiếp kia. Khi chết, thức diệt, không đi theo, nhưng nó tác động chuyển hướng trong nháy mắt là kết sanh thức đi sang cảnh giới khác liền. Ví như người ta mồi lửa từ cây đèn này sang cây đèn khác, lửa từ cây đèn này bên này không đi sang cây đèn bên kia như thế nào, thì thức cũng không đi theo như thế ấy. Tâu Đại Vương, xin cho nghe thêm thí dụ. Thuở nhỏ Đại Vương có học toán số, văn phạm, sử truyện với các thầy phụ đạo phải chăng? Đúng thế. Thế thì toán số, văn phạm, sử truyện ấy có chạy từ ra từ miệng, từ óc của vị thầy phụ đạo sang miệng và óc của Đại Vương chăng? Không có chạy qua. Và khi Đại Vương học giỏi thì kiến thức hiểu biết của các thầy phụ đạo chắc là cạn hết vì đã truyền sang tất cả cho Đại Vương rồi. Không phải thế. Kiến thức và hiểu biết của các vị ấy vẫn còn y nguyên. Vậy là không có cái gì đi qua cả sau, không có. Tái sanh cũng như thế, khi chết ngũ uẩn diệt, thức cũng diệt, chẳng có thức đi theo. Nhưng thức ấy tác động hướng tâm trong một niệm là duyên theo cảnh giới tái sanh liền. Tâu Đại Vương, cảm ra rõ. Như sư nói, tức là đó, khi một cái tâm này nó diệt thì nó sẽ làm cái duyên, nó sẽ làm duyên, tức là nó làm điều kiện cho một cái danh sắc tái tục
ở một cái nơi chốn khác. Ừ. Chẳng qua nó chỉ khác ở một chuyện như thế này nè, là khi một chúng sanh mà còn cái sanh mạng của họ vẫn còn á, danh sắc nó vẫn luôn thay đổi không ngừng. Nhớ nha, danh sắc nó vẫn luôn thay đổi không ngừng. Nói theo kiểu sinh học bây giờ đó, là một tế bào này diệt, nó là duyên cho những cái tế bào khác xuất hiện, nó thay thế liên tục cơ thể của mình, cho nên một người mới có chuyện là lớn lên, già đi và chết. Ngay khi chúng ta còn sống, cái thân và cái tâm này nó vẫn sanh diệt, nó thay đổi liên tục không ngừng. Cái này nó chết đi, nó là duyên cho cái khác. Và cái sự mệnh chung của một phàm phu á, nó chẳng qua là sự kết thúc toàn bộ một loạt, kết thúc một của thân và của tâm này, và nó là duyên cho sự khởi đầu của thân và của tâm khác ở một nơi khác. Nó không khác gì cái chuyện mà chúng ta vẫn cứ tương tục mỗi một phút, mỗi một giây nữa hết trơn. Chẳng qua là trong một cái tích tắc chúng ta xuất hiện ở một chỗ khác. Vậy thôi, phàm phu là như vậy. Còn cái vô ngã đó, anatta đó, anatta thì nó được ghép từ hai từ, đó là cái từ an và atta. Atta đây có nghĩa là cái ngã, tức là chỉ vào cái danh sắc này nè, chỉ vào cái thân này nè. Cho nên an nó đằng trước mang ý nghĩa phủ định, mang ý nghĩa phủ định. Ý nghĩa phủ định ở đây có thể hiểu là không có hoặc là không phải, và tùy theo hoàn cảnh, tùy theo hoàn cảnh và tùy theo đối tượng. Nó giống như là giống như trong bài kinh, tức bài kinh gì, bài kinh đầu tiên của Trung Bộ là bài kinh Căn Bản Pháp Môn mà sư đã dạy xong, tức là cái phàm phu á, họ nói gì thì nói, cứ hễ còn là phàm phu thì họ không tránh khỏi cái thân kiến. Cái thân kiến tức là xem đây là ta, đây là của ta đó, nó gọi là kaya đích thí, tức là cái thân kiến, hoặc còn gọi là tà kiến. Họ không tránh khỏi. Cái người hiểu đạo, biết đạo á, thì họ cũng chỉ giống như là một người mù sờ voi thôi. Tức là họ cũng hiểu, cũng biết được, cũng sờ con voi đó, biết được là cái chân con voi nó giống như cái cột, rồi nó biết là họ cái biết con voi của người mù nó rất là lạ. Quý vị đọc câu chuyện người mù sờ voi biết rồi. Có người thì cho rằng cái con voi nó giống như cái cột, có người cho rằng con voi nó giống như là cái chổi, có người cho rằng con voi nó giống như là cái quạt đấy. Cho nên các phàm phu học đạo đó, họ đem cái sự hiểu biết, cái giáo lý vô ngã của họ, họ đem để cái hiểu biết của họ để họ áp vào cái giáo lý vô ngã, tức là họ vẫn còn cái thân kiến, và họ đem cái thân kiến đó để họ cố họ tưởng tượng ra một cái cảnh giới vô ngã, và họ cố họ tưởng tượng ra cái giáo lý vô ngã. Đó là vấn đề của phàm phu. Mặc dù đó khi họ học đạo đó, họ biết, nhưng mà cái biết của họ chỉ là cái biết một phần, và cái biết của họ rất là lạ. Nó rất là lạ so với cái biết của một vị thánh. Một vị thánh là một được xem như là một người được chữa khỏi mắt, tức là mắt của họ sáng. Họ nhìn thấy con voi thì cái con voi mà cái người sáng mắt nhìn thấy nó rất là khác so với cái con voi mà cái người mù họ thấy. Ha. Cho nên phàm phu có học đạo, nhưng sự nó phàm phu có học đạo bao gồm cả sư. Cái sự hiểu biết và cái sự suy luận về giáo lý vô ngã nó giống như một người mù sờ voi. Sai thì nó không có sai, đúng thì nó cũng chỉ đúng một phần thôi, và cái sự tưởng tượng về cái con voi đó nó rất là lạ so với cái vị người sáng mắt. Cũng vậy, cái sự hiểu biết
và cái sự tưởng tượng về cái giáo lý vô ngã của mình, do chúng ta nè, phàm phu chúng ta nè, vẫn còn cái thân kiến, vẫn còn cái thân kiến, tức là còn chấp vào tôi và của tôi, anh nói kiểu gì anh cũng không đi ra khỏi chỗ đó. Và chính bởi vì anh vẫn còn thân kiến, cho nên anh dùng cái thân kiến của anh dùng cái sức tưởng tượng của anh để anh tưởng tượng ra cái gọi là anatta, tức là cái gọi là vô ngã. Cho nên dựa theo cái cách tốt nhất là gì? Cách tốt nhất là áp dụng cái phương pháp trong bài kinh thứ hai, tức là bài kinh Tất Cả Là Hoặc. Để làm chi? Để diệt trừ cái thân kiến, để từ đó chúng ta bước ra khỏi cái phạm vi của phàm, đi lên cái phạm vi của thánh, bằng cách áp dụng những cái phương pháp diệt trừ trong bài kinh Tất Cả Là Hoặc. Tức là đó, cái vấn đề của chúng ta là chúng ta cần phải giải quyết. Nó giống như một người mà bị thương thì người đó tốt nhất là không nên tốn thời gian cho cái việc là coi cái là vết thương này ai bắn, rồi bắn từ hướng nào, bắn ở cái góc độ nào, rồi bắn bằng bao nhiêu lực theo hướng gió nào, vân vân và vân vân. Như vậy người đó sẽ chết trước khi mà người đó được chữa bệnh. Cũng vậy đó, bản thân phạm vu của chúng ta bị cái vấn đề thân kiến rất là nặng, đó là dù có học đạo hay không học đạo, chúng ta vẫn bị cái ngã chấp, tức là cái tôi và cái của tôi, cái chấp ngã đó nó ám ảnh, nó ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta, và chúng ta đem cái đó vào ở trong đạo, đem cái đó vào trong đạo. Nhiệm vụ của chúng ta đó không phải là ngồi đây mà chúng ta cứ suy tưởng, rồi chúng ta bắt đầu tưởng tượng cái giáo lý vô ngã, tưởng tượng cái cảnh giới vô ngã mà rất là nhiều người họ nói, mà chúng ta nghe họ nói như ông thánh vậy đó. Cái vấn đề của chúng ta không phải là ngồi đó mà tưởng tượng, mà vấn đề của chúng ta là phải lo giải quyết nó, diệt trừ nó bằng cách gì? Bằng cách thực hành 37 phẩm trợ Bồ Đề. Và 37 phẩm trợ Bồ Đề đó có những cái cách được Đức Phật khéo léo mô tả và khéo léo áp dụng, và Đức Phật đã chỉ bày ở trong bài kinh Tất Cả Là Hoặc. Và Đức Phật nói như thế này: đây là bài kinh Đức Phật nói cho người thấy và cho người biết, chứ không phải là cho người không thấy và cho người không biết. Tức là sao? Thấy cái gì và biết cái gì? Thấy và biết cái này nên suy tư và cái này không nên suy tư. Tức là như lý đắc ý và không như lý đắc ý. Mà khi mà chúng ta biết cái mà nên suy, cái gì nên suy tư, cái gì không nên suy tư, thì chúng ta mới có cách chúng ta giải quyết nó. Còn khi chúng ta không biết cái gì nên suy tư và cái gì không nên suy tư, thì cái không nên suy tư chúng ta lại đi suy tư, và cái nên suy tư chúng ta lại không đi suy tư. Tức là cái việc mà chúng ta cứ mãi băn khoăn về cái này, tôi nói thẳng là nó không giải quyết được cái vấn đề của quý vị. Nó không giải quyết được vấn đề của quý vị. Cái vấn đề là hãy nên suy tư cái mà nên, Đức Phật dạy là nên suy tư, và cái không nên suy tư thì đừng suy tư nữa. Hãy làm cái mà Đức Phật dạy, và cái gì Đức Phật dạy đừng làm thì đừng có làm nữa. Nhờ như vậy chúng ta sẽ thực hành và đi đến con đường giải thoát giác ngộ. Từ đó mắt của chúng ta mới sáng lên được, chúng ta mới đi ra khỏi cái phạm vi của cái người phàm, đi ra khỏi phạm vi của người phàm. Từ đó chúng ta mới thấy được bằng cái cặp mắt trí tuệ, chúng ta mới biết rõ được à, đây là vô ngã. Và cái vô ngã của chúng ta khi đó mới là vô ngã thực sự, chứ không phải là vô ngã của cái kiểu mà thầy bói mù mà sờ voi.